Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thông tấn xã Việt Nam thông tin Moscow đã bãi nhiệm tư lệnh hạm đội Biển Đen Đô đốc Viktor Sokolov một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Kaisat Kunikov của Hải quân Nga. Tờ Kyiv Post cũng cho biết thêm chức tư lệnh hạm đội Biển Đen của Đô đốc Viktor Sokolov đã được thay thế, tham mưu trưởng hạm đội Biển Đen Phó Đô đốc Sergei Pinchuk. Trước đó, ngày 14 tháng 2, Ukraine thông báo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR đã sử dụng phương tiện không người lái Magura phá hủy tàu đổ bộ Kaisat Kunikov của Hải quân Nga. Sau vụ tấn công, tàu đổ bộ Kaisat Kunikov bị hư hỏng, không thể sửa chữa được và đã chìm ở ngoài khơi Crimea. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Nga. Cũng theo quân đội Ukraine, kể từ đầu cuộc xung đột, họ đã tiêu diệt 25 tàu chiến và một tàu ngầm Nga. Ukraine thường xuyên sử dụng xuồng không người lái của Hải quân chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu Nga và cố gắng đuổi các tàu này ra khỏi các khu vực ở Biển Đen, tạo điều kiện cho Kyiv mở một hành lang vận chuyển ngũ cốc quan trọng. Trước vụ tấn công tàu đổ bộ Kaisat Kunikov, gần nhất là vào đầu tháng 2 năm 2024, Ukraine đã đánh chìm tàu tên lửa dẫn đường Ivanovets. Cảnh quay ban đêm do cơ quan tình báo quân sự Ukraine công bố trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy các phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine lao về phía tàu Ivanovets trước khi phát nổ và gây hư hại đáng kể cho tàu Nga. Ở cuối video, tàu Ivanovets dường như đã chìm, chỉ còn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố tàu Ivanovets trị giá lên tới hơn 70 triệu USD. Trước đó, vào chiều 14 tháng 2, một quan chức quốc phòng Ukraine nói với kênh CNN của Mỹ rằng nước này cùng ngày đã tấn công và phá hủy một tàu quân sự của Hải quân Nga ở Biển Đen. Theo quan chức trên, vụ tấn công được thực hiện bởi cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR và mục tiêu là tàu đổ bộ Kaisat Kunikov của Hải quân Nga. Quan chức này cho biết thêm cuộc tấn công có sự tham gia của phương tiện không người lái Magura và tàu đổ bộ Kaisat Kunikov bị hư hỏng không thể sửa chữa được và đã chìm ở Biển Đen. Gần đây, Ukraine tuyên bố thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chiến của Nga ở Biển Đen, bao gồm vụ đánh chìm tàu tên lửa dẫn đường Ivanovets hồi đầu tháng này và đáng chú ý nhất là vụ đánh chìm soái hạm Moskva của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022. Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden, lãnh đạo Hạ viện Mỹ Mike Johnson bác việc biểu quyết về dự luật chi tiêu ngân sách 95 tỷ USD, phần lớn bao gồm các khoản viện trợ dành cho Ukraine sau khi Thượng viện Mỹ trước đó đã thông qua dự luật. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố không thể chấp nhận dự luật này mà không bao gồm các biện pháp siết chặt mới nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp vào Mỹ qua ngả biên giới phía Nam. Trước đó, các thành viên Đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn đã dự đoán luật này sẽ không được Hạ viện thông qua. Gói viện trợ dành 60 tỷ USD để cung cấp vũ khí, đạn dược và đáp ứng các nhu cầu quan trọng khác của Ukraine. Giới chức Ukraine đang mong chờ nguồn viện trợ mới từ Mỹ sau nhiều tháng gián đoạn khiến nước này phải đối mặt với tình trạng cạn đạn dược và vũ khí. Từ nhiều tháng qua, nỗ lực viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã gần như bị tê liệt do tình trạng hỗn loạn tại Quốc hội. Phía Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã hợp tác với Đảng Cộng Hòa để soạn thảo một dự luật chung bao gồm cả viện trợ nước ngoài cũng như các biện pháp siết chặt an ninh biên giới nhất trong nhiều thập niên. Ngày 13 tháng 2 vừa qua, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua dự luật về gói viện trợ, trong đó có hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Tại đây, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên Cộng Hòa, chỉ trích dự luật này không đi kèm các điều khoản để ngăn chặn dòng người di cư kỷ lục qua biên giới Mỹ-Mexico. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Rick Scott khẳng định, dự luật trước mắt chúng ta hôm nay sẽ không bao giờ được thông qua tại Hạ viện, sẽ không bao giờ trở thành luật. Dự luật này gồm 61 tỷ USD cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4,83 tỷ USD để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ cũng sẽ dành 9,15 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và bờ Tây, Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu. Các nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ đã đàm phán suốt nhiều tháng qua để đạt thỏa thuận ngân sách nhằm ứng phó nhập cư bất hợp pháp, trong đó phe Cộng hòa yêu cầu tăng cường an ninh biên giới để đổi lấy giải ngân khoản viện trợ hơn 60 tỷ USD cho Ukraine do Nhà Trắng đề xuất. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng họ sẽ không đạt thỏa thuận ngân sách nào tốt hơn, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Tổng thống Joe Biden vẫn có thể thay đổi chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp sau khi dự luật được phê duyệt.
Tổng thống Biden hồi tháng 10 năm 2023 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ USD cho an ninh quốc gia, trong đó ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine với 14 tỷ USD hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa phong trào Hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel, khiến tình trạng này kéo dài sang năm 2024. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với hàng chục tỷ USD viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kyiv đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine bước sang năm thứ ba chiến sự. Trong suốt gần 2 năm xung đột với Nga, Ukraine đã nhận được những viện trợ khổng lồ tới từ các đồng minh phương Tây, trong đó nhà tài trợ hào phóng nhất phải kể đến chính là Mỹ. Theo số liệu mới nhất được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các khoản viện trợ quân sự nước ngoài đổ vào Ukraine tới hiện tại đã lên tới 203 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, trước sự trì trệ của cuộc phản công hồi tháng 6, các đồng minh đang có những dấu hiệu cho thấy sự lạnh nhạt dần với Ukraine. Cuối năm 2023, Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua đề xuất ngân sách 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Theo đề xuất này, Washington sẽ dành hơn 60 tỷ USD để viện trợ bổ sung cho Kyiv. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho rằng, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ quân sự thêm, Ukraine sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Andriy Yermak, gói viện trợ Ukraine cần được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua càng sớm càng tốt. Ông Andriy Yermak đã gặp gỡ các thành viên Quốc hội Mỹ cũng như các quan chức Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ để kêu gọi Washington tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Dù Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ tăng cường tự sản xuất vũ khí trong thời gian tới, nhưng giới quan sát đánh giá Ukraine vẫn chưa thể một mình tiếp tục cuộc xung đột với Nga mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình Radar TV, lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia Ukraine NBU Andrei Pisny nhấn mạnh nước này sẽ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ tài chính quốc tế. Quan chức NBU đánh giá năm 2023 vừa qua là chưa từng có và vô cùng khó khăn, đồng thời đề nghị sử dụng nguồn tài chính phát thải trong ngân sách để củng cố sự ổn định tài chính vĩ mô. Dự báo trong năm 2024, ngân sách Ukraine sẽ thâm hụt kỷ lục 43,5 tỷ USD và chính quyền nước này có kế hoạch trang trải phần lớn khoản thâm hụt đó bằng sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đang trì hoãn vấn đề hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm 2023, EU đã không thể thống nhất chương trình hỗ trợ tài chính cho Kyiv với số tiền 50 tỷ euro, 54,8 tỷ USD trong 4 năm. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kyiv không có bất kỳ phương án dự phòng nào trong trường hợp các đồng minh phương Tây cắt giảm viện trợ. Nghị sĩ Ukraine ông Alexei Goncharenko thì cho biết trong năm 2023 vừa qua, mức thâm hụt ngân sách của Bộ Quốc phòng nước này đã lên tới 36%, tương đương với khoảng 11,3 tỷ USD. Số liệu trên được công bố tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Ukraine. Nghị sĩ Goncharenko cũng cho rằng Ukraine không có cơ hội đứng vững trong cuộc xung đột với Nga nếu không nhận được hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Ngoài ra, ông cũng nhận định Kyiv cần nhanh chóng thay đổi chiến lược của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!